làm cho con bò gì đấy. Ta là idol TikTok. Đi có một. Idol TikTok. Idol TikTok. Bò này chưa ai đâu à. Ha, bò. Kiểu hành quá lùn. Em khá là giỏi như là đám. Để nhà dám đưa giòn thì còn mát nữa. Ngon chưa? 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 Rồi, ok, cắm đi, cắm đi đẹp vào. Cắm đi đẹp vào. Ok, cắm đi đẹp vào. Chưa được ăn nhưng thèm quá. Cắm đi. Mình không hiểu sao mình ăn dưa hấu của mình lại thành mùi vị giữa dưa hấu này còn vừa xoài. Đúng cái vỏ. Dạ đấy. Đúng cái vỏ. Nó làm. Đúng mình. Nó chỉ ăn được em. Trời ơi, nó không bảo mình ăn hết. Bảo mình ăn hết. Tích ghê luôn. À. Tám lúc được đi ăn gì hết rồi. Nhưng mà ăn kem một chị ạ. Ui. Ăn kem thì ngon mà. Mọi người ăn. Nhanh như. Ăn kem của mình. Ngoài có thì cầm em ăn. Ăn lại ăn đi. Ăn cái thùng nhà cái.